con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ, xin chào các vị Phật tử, chúng ta bắt đầu lớp học. Con kính đảnh lễ sư ạ. Chào Phật. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ, dạ, chào các vị. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Thưa các Phật tử, là bài học tuần rồi, tuần rồi đó thì do vì có một số Phật tử hỏi cả, do vậy khi mà tôi đã ra ngoài rồi đó thì các vị có cũng còn vài câu hỏi thì trong lớp cũng nên hỏi lại. Trước hết xin trả lời câu hỏi của cô, của học viên là Chi Ai Bát á, là nếu như bác thánh mà không có thiền vậy lúc đó có tánh chi đạo không ạ? À, thưa cô, cái bác chi đạo bắt buộc phải có, bởi vì chi đạo, tám chi đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định á, là tám cái chi này đó, nhờ tám cái chi này mà sát trừ được phiền não. Do vậy thì nếu mà bị một vị phàm mà không có chứng thiền hiệp thế, tức là không có chứng thiền sắc giới và thiền vô sắc giới đó, mà nếu mà vị đó tu tập minh sát đó, thì bắt buộc phải có đầy đủ tám chi đạo. Còn trong trường hợp đối với một vị chứng thiền á, là do vì nhờ cái năng lực của thiền, giống như là vị đã chứng nhị thiền rồi, do cái năng lực của cái tâm kháng khích cảnh của nhị thiền đó, cho nên mà không có tâm, thì do đó từ cái tầng đạo nhị thiền trở lên đó, thì không cần có cái chi tầm trong cái chi đạo. Còn đối với vị mà không chứng thiền thì càng phải cần có đủ tám chi đạo này. Là một cái câu hỏi của một vị học viên là Minh Tính Lê, hỏi là khi nào thì biết đắc sơ thiền sắc giới? Khi đắc sơ thiền siêu thế, tại sao lại không thể nhập thiền sắc giới, nhập sơ thiền sắc giới? Hôm trước tôi có nói các vị rằng là để mà biết được một người mà đắc được sơ thiền, ở đây mình nói với bản thân của vị hành giả đó là có hai cái điều kiện, mà hai cái thành tựu, mà thông qua hai điều này đó thì vị đó biết rằng là mình đã chứng được sơ thiền. Tức là trước hết đó là vị đó thấy cái tâm của mình á thoát ly khỏi triền cái, khỏi năm cái phiền não triền cái đó. Và cái thứ hai đó là cái khả năng của cái tâm định, là bởi vì chỉ có một vị chứng thiền đó, thì vị đó mới có thể nhập định được. Còn mà nếu mà những vị chưa chứng thiền đó, thì những vị đó không có cái khả năng nhập định, chỉ ngồi thiền như vậy thôi nhưng không có khả năng nhập định. Bà vị này hỏi thêm rằng là khi đắc sơ thiền siêu thế đó là tại sao không thể nhập sơ thiền sắc giới? À, cái hôm trước tôi có nói là có thể là các vị học viên thì do vì tôi nói gấp, các vị nghe không kịp. Cái trường hợp mà một vị chứng sơ thiền siêu thế, nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là một người đã chứng sơ thiền, và trên cái nền tảng sơ thiền đó, vị đó tu tập thiền minh sát và vị đó chứng được sơ đạo, sơ quả, sơ thiền. Thì trong trường hợp đó thì vị đó vẫn có khả năng nhập sơ thiền. Còn đối với trường hợp của một vị không chứng sơ thiền, nhưng không chứng sơ thiền mà chỉ chứng đạo quả thôi, thì cũng gọi là đạo quả sơ thiền, nhưng cái đạo quả sơ thiền đó không có khả năng nhập thiền sắc giới. Dạ. Ở đây chúng ta lưu ý vì học viên Minh Tính Lê dạ, là không phải là đắc sơ thiền siêu thế không thể nhập được cái sơ thiền sắc giới, mà chỉ trường hợp không nhập được là do vị đó trước kia chưa chứng thiền sắc giới, chứ chứng rồi đó thì hoàn toàn phải nhập được. Bài học ngày hôm nay đó thì chúng ta ôn lại cái phần đại học, đó là cái phần tâm.
cái phần ôn tập này đó thì đặc biệt dành riêng cho những vị học viên nào lần đầu học vi diệu pháp. Còn đối với các vị học viên đã từng tham dự các lớp vi diệu pháp đó đây rồi đó thì chúng ta cái phần nào không nhớ thì ôn lại, có thể là các vị cũng đã nhớ nhiều. Thì trước hết đó, tuy rằng tâm có đến được phân chia làm 121 thứ tâm, tuy nhiên thì tâm nó chỉ có một cái đặc tính duy nhất đó, đó là cái khả năng nhận biết cảnh, tức là cái khả năng nào mà nhận biết cảnh được, nhận biết được cái đối tượng thì cái khả năng đó, cái đặc tính đó, đó được gọi là tâm. Và sở dĩ và tâm được chia ra đến nhiều loại như vậy đó, đó là do vì tuy rằng là nhận biết cảnh nhưng mà bên cạnh đó mỗi tâm còn có những cái đặc tính riêng, những cái đặc tính riêng đó chúng ta gọi là cái sở hữu. Và chính vì những cái đặc tính riêng biệt đó cho nên là tâm nó có nhiều loại tâm như chúng ta đã học. Và trong 121 tâm đó thì nếu mà chia theo địa bức thì gồm có 4, tức là dục giới, tức là gồm có dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Đây là dục, đây là sắc, đây là vô sắc, đây là siêu thế. Và các vị học vi diệu pháp đó, thì chúng ta tập làm quen đó là ở trong vi diệu pháp đó có rất là nhiều cái cách phân chia và nhiều cái cách gồm pháp. Thì ví dụ giống như là chúng ta chia theo 4 cái địa bức đó, thì chúng ta gồm có dục giới, sắc giới và siêu thế. Nhưng mà nếu mà chúng ta chia về cái phương diện giải thoát đó, thì nó gồm có 2 là hiệp thế và siêu thế. Nếu mà chúng ta chia về phương diện tánh là gồm có 3, tức là thiện, bất thiện và vô ký. Nếu mà chúng ta chia theo giống, tức là cái khả năng tạo quả đó, thì gồm có thiện, bất thiện, quả và vô ký. Và nếu mà chúng ta chia theo nhân á, thì nó có 2, tức là hữu nhân và vô nhân. Thì mỗi cái loại phân chia như vậy đó có những cái lý do riêng mà để khi mà chúng ta chia như vậy đó chúng ta dễ dàng tìm hiểu một cái phương diện. Ví dụ như tại sao lại được chia ra làm 4 cái địa bức như thế này, thì khi mà chia làm 4 cái địa bức á, thứ nhất á, là dễ trình bày về phương diện cõi tái sinh. Ví dụ giống như là trong tam giới này gồm có 31 cõi, thì trong đó nó là sinh dục giới, nó là sống ở trong cái cõi dục, thì gồm có 4 cõi khổ và 11 cõi vui. Và đối với chúng sinh mà chứng được cái thiền sắc giới đó, thì sau khi mà mệnh chung đó, thì sẽ sanh về cái cõi sắc giới tương ứng, gồm có 15 cõi sắc giới cho 5 tầng thiền. Rồi tương tự như vậy, chúng sinh mà chứng được thiền vô sắc đó, thì sẽ sanh về cái cõi 4 cõi trời vô sắc. Thì 4 thì dục giới, sắc giới này đó, thì gọi là tam giới. Và đối với một chúng sinh mà đã giải thoát hoàn toàn đó, thì chúng sinh đó sau khi mà mệnh chung thì niết bàn, không còn trở lại 3 cái cõi này nữa. Thì đó là cái cách mà để chia theo khi mà chúng ta chia theo địa bức đó, thì dễ dàng trình bày về phương diện cõi. Về thứ hai nữa đó là khi mà chia theo địa bức đó, thì dễ dàng trình bày về cái quá trình tu chứng của một chúng sinh, từ một chúng sinh phàm phu làm nhiều cái ác nghiệp, đó là 12 cái tâm thiện. Và trên còn cái nền tảng thức tỉnh á, thì chúng sinh nó làm các cái thiện pháp, mà những cái thiện pháp này vẫn là những cái lấy cái đối tượng, lấy cái môi trường của cảnh dục, cho nên là những cái thiện pháp này gọi là những cái tâm thiện dục giới. Và trên cái nền tảng của cái tâm thiện dục giới này đó, thì chúng sinh đó nó nỗ lực tu tập để vượt thoát khỏi cái ngũ dục và 5 cái phiền não mà che mờ cái tâm trí của chúng sinh.
đó là năm truyền cái. Thì nhờ tu tập về cái thiền chỉ tịnh đó mà chúng sinh đó vượt thoát khỏi cái dục ái và chứng được cái thiền sắc giới. Và đối với chúng sinh mà sau khi mà chứng thiền sắc giới rồi đó thì vị đó cố gắng nỗ lực để vượt qua cái sắc tưởng, chướng ngại tưởng, vượt qua được cái sắc ái và chứng được cái thiền vô sắc. Còn đối với cái trường hợp thứ tư còn lại gọi là siêu thế đó, là một chúng sinh từ cõi dục hoặc là từ cõi sắc hoặc là từ cái vô sắc, vị này tu tập minh sát để thấy được cái bản chất thật của cái pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã. Và từ đó là vị đó đoạn trừ hết các phiền não, giải thoát niết bàn. Như vậy là khi mà nói về phương diện tâm mà được trình bày theo cái bốn cái địa vực này, thì nói về cõi hay là nói về cái phương pháp quá trình tu chứng thì chúng ta dễ dàng trình bày về theo cái bốn cái địa vực này. Mà ở cái một cái trường hợp khác là ví dụ giống như là nói về cái pháp thế gian và cái pháp xuất thế gian, thì khi đó tâm lại được chia ra làm hai, tức là cái tâm hiệp thế và cái tâm siêu thế. Và trong một số trường hợp tâm thực được kể theo nhân, cho nên thì tâm được chia làm hai cách, hai theo cái cách khác đó là tức là cái tâm vô nhân và cái tâm hữu nhân. Thì hôm trước tôi có nói sơ qua về cái nhân ở trong vi diệu pháp. Trong vi diệu pháp có gồm tất cả là sáu nhân, tức là nhân tham. Sáu nhân là tham, sân, si, vô tham, vô sân và vô si. Và có một cái trường hợp thứ ba, tức là cái tâm không có nhân tham, sân, si mà cũng không có nhân vô tham, vô sân, vô si, gọi là cái tâm hữu nhân. Rồi phân tích theo cái khía cạnh tốt xấu á, thì chúng ta có cái phân tích theo cái hai cách khác nữa. Đó là chúng ta phân tích theo khía cạnh vô tịnh hảo và tịnh hảo. Thì tùy theo cái mỗi cái phân tích mà cái chi pháp khác nhau. Chúng ta lấy ví dụ chẳng hạn giống như là khi mà chúng ta cái phân tích về cái sự giải thoát đó, thì gồm có hiệp thế. Và gồm có hiệp thế thì chúng ta lấy như thế này, hiệp thế và siêu thế. Rồi siêu thế là phần dưới đây. Nhưng mà khi mà nói về cái hữu nhân và vô nhân đó, thì chúng ta thấy là tâm vô nhân đó, thì chỉ có 18 tâm này thôi, là 18 vô nhân. Thì cái chi pháp còn lại của hữu nhân đó, là nó gồm tất cả những cái này. Giờ nó gồm tất cả những cái này là hữu nhân. Rồi khi mà chúng ta phân tích theo mà cái pháp theo cái khía cạnh tốt xấu á, là tịnh hảo và vô tịnh hảo á, thì chúng ta lại có cái cách chia chi pháp khác, tức là cái phần ở trên là vô tịnh hảo, phần dưới đây là tịnh hảo. Như vậy thì trong mỗi cái cách phân chia sau này chúng ta sẽ thấy rằng mỗi cái cách phân chia đó nó có lợi trong một số trường hợp và trong một số cái ý nghĩa liên quan đó, thì có cái cách phân chia khác. Do đó các vị học ví dụ pháp của chúng ta không bao giờ thắc mắc rằng là tại sao có tâm có khi được chia làm bốn, có khi được chia làm hai và đấy vậy, hai cách này, hai cách khác, bốn cách này, bốn cách khác, vân vân. Là để tùy cái phương diện mà diễn đạt, cho nên tâm có thể chia ra nhiều cách. Mà không phải riêng tâm, đối với cái phần đặc tính của tâm, tức là cái sở hữu của tâm cũng vậy, về phần sắc pháp cũng vậy, nó có nhiều cái cách phân chia. Và người học ví dụ pháp á, như chúng tôi đã thưa với các vị đó, là học ví dụ pháp đó là cái cách mà chúng ta để tìm hiểu về cái lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển, nhất là ở trong cái tạng kinh. Thì ở trong tạng kinh nó có những nơi Đức Phật ngày tiết có hai cái cảm thọ, có khi thì ngài nói về ba cảm thọ hay năm cảm thọ hay tám cảm thọ vân vân. Thì chúng ta cũng không có đặt cái vấn đề là tại sao khi Đức Phật nói như thế này, khi nói như thế khác. Thì chẳng qua đó là để nhằm cái phương diện ngài diễn bày một cái lý pháp nào đó, mà do vậy nó có nhiều cái cách phân chia. Và các vị học viên ví dụ pháp đó là chúng ta cũng có những cái cách phân chia riêng cho mình, để trong nhiều trường hợp, ví dụ sau này có những vị học viên mà chúng ta có cái trách nhiệm là chúng ta
hướng dẫn lại cho người khác, thì khi đó các vị sẽ tìm ra một cái cách phân chia nào để khi trình bày nó dễ dàng chia sẻ cho người khác hiểu. Thì ở ví dụ pháp đó, chúng ta không có bám chấp vào một cái cách nào hết, mà tùy vào cái điều kiện nào thì chúng ta sẽ phân chia theo cái điều kiện đó. Giống như là khi mà một số vị giảng sư hướng dẫn ví dụ pháp đó, thì lại là các vị thích là trình bày tâm theo chia theo ba, tức là thiện, bất thiện và vô ký. Rồi có vị khác thì thích chia làm bốn theo giống, tức là cái giống thiện, giống bất thiện, giống giống quả và giống di tác. Cũng xin nói thêm là sở dĩ mà gọi là chia theo giống, tức là nói đến cái khả năng tạo quả, thì những cái tâm nào mà cho cái quả tốt thì gọi là thiện, cho cái quả xấu là bất thiện, và những cái tâm nào là kết quả của cái tâm khác thì gọi là cái tâm quả, và những cái tâm nào đó không là cái kết quả của cái tâm khác, tuy vậy cũng không có khả năng tạo quả, thì những cái tâm đó được gọi là cái tâm di tác. Đó là cái cách chia theo giống. Như vậy đó, thì hôm trước rồi chúng ta học đó, là tâm được chia làm bốn theo địa bức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và chúng ta cũng có cách chia khác, tức là tâm được chia làm hai, tức là gồm có hiệp thế và siêu thế. Hay chúng ta có cách tâm được chia làm ba, tức là tâm bất thiện, tâm thiện và tâm vô ký. Hay tâm chia là làm bốn, tức là bất thiện, thiện, quả và di tác. Hay tâm chia ra làm hai thì gồm có vô nhân và hữu nhân. Hay chia làm hai theo một cách khác, tức là cái tâm tịnh hảo và cái tâm vô tịnh hảo. Thì chút nữa đây tôi muốn các vị Phật tử chúng ta, đó là mỗi vị học viên nào mà có thể cầm mic nói được, thì chúng ta mỗi người đó sẽ chia theo một cái cách riêng. Ví dụ giống như là vị học viên này nó chia tâm theo làm bốn, thì vị học viên khác đó là chia tâm ra làm ba, vị học viên khác nữa nó lại chia tâm ra làm bốn theo cách khác, làm hai theo cách khác nữa. Ở đây có thể là một số về cái trường hợp của cái tâm hiệp thế, tâm siêu thế thì các vị rõ rồi, tâm vô nhân hay là tâm hữu nhân thì các vị ở đây hôm trước chúng ta chỉ nói thoáng qua thôi chứ chúng ta chưa có nói đầy đủ. Trong sáu chân đó thì trong sáu nhân đó thì có tám tâm tham, hai tâm sân á, thì chỉ có hai nhân thôi. Và hai cái dòng này là chỉ có hai nhân thôi, tức là nếu là tâm tham á, thì chỉ có hai nhân là tâm nhân tham và nhân si. Còn nếu là tâm sân á, thì chỉ có hai nhân, tức là nhân sân và nhân si. Và đối với tâm si đó thì chỉ có một nhân thôi, tức là nhân si. Tâm vô nhân thì tất nhiên là không có nhân rồi. Còn đối với cái tâm dục giới tịnh hảo này, tâm dục giới tịnh hảo này đó, thì những cái tâm nào mà hợp ký thì tâm đó đủ ba nhân, gọi là vô tham, vô sân và vô si. Còn nếu cái tâm nào vô ly trí đó, thì cái tâm đó là chỉ có hai nhân thôi, là vô tham, vô sân, trừ nhân vô si. Thì khi mà ở các cái xứ Phật giáo đó, và do vì phần lớn là những cái chương trình học ví dụ pháp đó là một cái chương trình học rất là dài, và do đó là các vị đó dành rất là nhiều cái thời gian để học thuộc lòng. Còn đối với chúng ta đó thì do vì thứ nhất là đối với hoàn cảnh của các vị cư sĩ cũng còn nhiều, rất là nhiều cái công việc sinh kế bên ngoài, và do đó là ví dụ pháp với chúng ta học là quan trọng là chúng ta học về cái lý,
Tuy vậy đó, nếu mà chúng ta không có thuộc ít nhiều á, thì trong khi mà học các cái chương trình cao hơn, người ta cần phải nói gọn á, thì đôi khi á, nó cũng làm cho mình khó khăn. Do vậy anh trong cái phần ôn tập này á, tôi cố gắng để làm sao cho các vị Phật tử chúng ta dễ dàng nhớ nhiều, càng nhiều thì là càng tốt. Và ở đây á, trước hết đó là chúng ta tập làm quen cái gọi là ngoài cái chia pháp ra đó, thì còn cái gồm pháp. Gồm pháp tức là chúng ta gom lại các cái nhóm tâm, và những cái nhóm tâm đó theo một cái tiêu chí nào đó nó giống nhau thì chúng ta gom chung lại một nhóm. Ví dụ giống như là cái nhóm tâm thì thuộc về cái pháp thế gian hết, cho nên cái nhóm tâm này gọi là hiệp thế. Yeah. Ví dụ vậy. Ngoài ra đó, thì trong khi mà diễn bài về các cái chi pháp á, thì có rất là nhiều cái trường hợp, phải kể những cái nhóm tâm riêng biệt. Tuy nhiên, nếu mà kể từng tâm á, thì lại là quá dông dài. Và do đó, chúng ta làm quen với cái cách gọi tên theo nhóm tâm. Gọi tên theo nhóm tâm tức là gì? Tức là thí dụ giống như là chúng ta có tâm tham, tâm sân, tâm tham thọ hỷ, tâm học tà vô trợ vân vân, thì chúng ta có nguyên cái nhóm này gọi là tâm tham. Rồi cái hai tâm cộng với hai tâm sân, hai tâm si, nguyên nhóm này chúng ta gọi chung là cái tâm bất thiện. Vậy thì đôi khi trình bày một việc nào đó, chỉ cần nói cái tâm bất thiện là chúng ta hiểu rằng là trong tâm bất thiện đó thì gồm có 18 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì ở trong cái cách mà gọi tên các cái nhóm tâm á, là chúng ta lấy cái rộng trước, rồi sau đó là chúng ta tính cái hẹp. Và các vị để ý là có đôi khi á, hai cái tên gọi khác nhau nhưng mà thật ra đó cũng chỉ cùng một cái thứ tâm, nhưng mà do vì khi mà đang nói với khía cạnh này đó thì được gọi tên theo cái cách này, nói theo khía cạnh khác á, thì gọi tên theo khía cạnh khác. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn giống như bây giờ chúng ta có cái gọi là cái tâm dục, cái tâm quả dục giới tịnh hảo. Rồi chúng ta có cái tâm quả dục giới, tôi ghi này. Tâm, do vì cái viết trên đây hơi khó đọc, các vị hoan hỷ cố gắng đọc giùm tôi. Tâm dục giới tịnh hảo. Thì khi nó cái nhóm tâm dục giới tịnh hảo này đó, thì chúng ta đầu tiên đó, chúng ta lấy cái dục giới. Dục giới thì gồm có 54 tâm dục giới này. Rồi chúng ta cộng với cái điều kiện thứ hai là cái tịnh hảo. Hãy tịnh hảo thì chúng ta phải trừ ra cái phần vô tịnh hảo này. Là vô tịnh hảo. Vậy thì khi mà chúng ta trừ cái phần mà vô tịnh hảo này á, thì cái tâm mà gọi là cái tâm dục giới tịnh hảo á, thì gồm có 8 tâm lợi thiện, 8 tâm lợi quả và 8 tâm duy tác này. Thì nguyên cái nhóm này nó gọi là cái nhóm dục giới tịnh hảo. Nhưng mà khi mà chúng ta cần phải chia ra đó, thì chúng ta có cái tâm quả dục giới tịnh hảo. Tâm quả dục giới thì chúng ta đây có là 15 tâm quả dục giới, 15 tâm quả vô nhân, 8 tâm đại quả này. 8 tâm đại quả này. Đây 15. Thì chúng ta khi mà chúng ta gọi cái nhóm tâm là tâm quả dục giới tịnh hảo,
Thì khi mà nói ở đây chúng ta thấy là khi mà nói dục giới á, thì chúng ta trừ cái vô sắc, trừ cái sắc, cái vô sắc và cái siêu thế, chỉ còn lại là cái phần ở trong cái dục giới này thôi. Và ở trong cái dục giới này đó, thì chúng ta phải đáp ứng được rằng là trong cái dục giới này là phải có, phải thuộc về quả. 12 tâm bất thiện không phải là tâm quả, chúng ta bỏ 12 tâm bất thiện. Ừ. Rồi cái 8 tâm đại thiện thì chúng ta cũng bỏ, bởi vì tâm đại thiện không phải là cái tâm quả. Tâm di tác không phải là cái tâm quả. Như vậy cái tâm quả chỉ còn lại là 15 tâm quả vô nhân và 8 tâm quả hữu nhân. Thì 8 tâm quả hữu nhân, thì trong 15 tâm quả vô nhân này á, nó thuộc về vô tịnh hảo. Do vậy khi mà nói tâm quả dục giới tịnh hảo thì chúng ta chỉ còn lại có 8 tâm thôi. Vậy là khi mà nói về dục giới đó, thì đầu tiên là trừ sắc, vô sắc và siêu thế. Nói đến tịnh hảo á, thì chúng ta trừ ra những vô tịnh hảo. Rồi nói đến quả đó, thì chúng ta trừ cái thiện với cái di tác ra, thì chúng ta có cái gọi là cái tâm dục giới tịnh hảo. Và cái tâm dục giới tịnh hảo này có đôi khi gọi một cái tên khác, không gọi là tịnh hảo nữa, không gọi là tịnh hảo mà gọi là tâm dục giới hữu nhân, tâm quả dục giới hữu nhân. Bởi vì cái tâm quả dục giới á, thì nó chỉ có 15 tâm quả vô nhân và 8 tâm quả thiện hữu nhân. Thì khi nói là tâm quả dục giới hữu nhân thì chúng ta trừ thêm 15 tâm vô nhân, như vậy là còn lại là 8 tâm. Vậy thì 8 tâm này á, có thể gọi là tâm quả dục giới tịnh hảo cũng được, mà gọi là tâm dục, tâm quả dục giới hữu nhân cũng được. Chúng ta lấy thêm cái nhóm tâm khác. Vì tôi tìm cái nhóm tâm. À, giống như là chúng ta nói rằng là để tôi tìm cái nào để cho các vị. Ví dụ như bây giờ chúng ta có hai cái loại, hai cái tâm sắc giới và cái tâm vô sắc này gọi là cái tâm tâm đáo đại. Dạ. Yeah. Thì khi mà chúng ta nói rằng là tâm thiện đáo đại. Yeah, chúng ta có cái nhóm tâm gọi là nhóm tâm thiện đáo đại. Cái nhóm tâm thiện đáo đại á, thì chúng ta có nhiều cái tâm thiện. Ở đây là 8 tâm thiện dục giới, 5 tâm thiện sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc giới, 20 tâm thiện siêu thế. Và 20 tâm thiện siêu thế này. Thì khi mà nói cái tâm thiện đáo đại á, thì chúng ta biết là hãy đáo đại đó là trừ ra siêu thế, rồi trừ ra dục giới. Tại dục giới không kể vào đáo đại, trừ ra cái dòng này. Thì như vậy thì cái tâm thiện dục, cái tâm thiện đáo đại đó thì gồm có 5 tâm thiện sắc giới và 4 tâm thiện vô sắc bằng chính tâm thiện đáo đại. Thì cái cách mà gọi cái nhóm tâm trong bi diệu pháp này á, rất là nhiều cái tâm, rất là nhiều cái nhóm tâm mà khi mà cần thiết á, thì chúng ta có cái tên gọi riêng. Chẳng hạn giống như là từ cái tâm đáo đại này thì chúng ta cũng có thể có nhiều cái cách nói, thì như là cái tâm quả đáo đại thì đã là cái tâm đáo đại thì là trừ ra cái dục giới và cái siêu thế, chỉ còn là chúng ta chỉ còn tính cái phần này thôi. Và cái phần này và phần này. Và khi người ta nói cái tâm quả đó thì chúng ta trừ cái thiện và cái di tác, như vậy là chỉ còn lại chính cái tâm quả đáo đại. Tương tự là cái tâm nói rằng là cái tâm di tác đáo đại đó thì chúng ta cũng hiểu như vậy. Rồi khi mà có một cái nhóm tâm khác, tôi ví dụ
như là cái tâm gọi là cái tâm di tác tịnh hảo. Dạ, di tâm di tác tịnh hảo. Tâm di tác tịnh hảo thì cái nhóm tâm này chúng ta tính như thế nào? Trước hết là cái tâm di tác là chúng ta phải trừ ra ra cái bất thiện. Bất thiện bỏ. Rồi đã nói là cái tâm di tác á, thì cái tâm quả bỏ. Tâm nào là tâm quả bỏ, tâm nào là tâm thiện bỏ. Thiện bỏ, quả bỏ. Như vậy thì chúng ta chỉ còn có là cái tâm di tác nó chỉ còn ba cái tâm di tác vô nhân, rồi tám tâm di tác dục giới tịnh hảo, rồi năm tâm di tác sắc giới, bốn tâm di tác vô sắc giới. Thì khi ở đây là người ta nói rằng cái tâm di tác tịnh hảo thì còn cái điều kiện tịnh hảo nữa, cho nên chúng ta phải bỏ luôn ba cái tâm di tác trên, bởi vì ba tâm này là thuộc về vô tịnh hảo. Như vậy là tâm di tác tịnh hảo thì gồm có gì? Thì gồm có tám tâm di tác dục giới, tám tâm di tác dục giới tịnh hảo, năm tâm di tác sắc giới, bốn tâm di tác vô sắc giới. Như vậy chúng ta đây có 9 và 8 là 17 tâm, 17 tâm di tác tịnh hảo. Thì cái nguyên tắc là như thế này, là khi mà gọi cái nhóm tâm á, là chúng ta phải chọn lựa cái tâm nào nó thỏa đáng được, nó đáp ứng được hết các cái điều kiện mà người ta nêu trong cái tên gọi. Nó giống như là cái cách mà chúng ta làm, chúng ta nói đến một cái địa chỉ ở đâu đó, thì chúng ta tìm cái nơi nào mà nó đáp ứng đầy đủ hết các cái điều kiện mà ghi ở trong địa chỉ đó, thì chính là cái nơi mà chúng ta tìm. Ví dụ giống như chúng ta nói là cái chùa Kỳ Viên ở phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta tìm cái nơi nào mà nó phải là ở thành phố Hồ Chí Minh, phải nằm ở ở quận 3, phải nằm ở phường 3 và phải nằm ở số nhà mấy, thì đó chính là cái chùa Kỳ Viên. Thì tương tự như vậy, đối với cái cách mà chúng ta, khi mà chúng ta đọc sách đó, mà chúng ta thấy gọi các cái nhóm tâm đó, thì chúng ta cứ lấy ra các cái điều kiện mà được kể trong tâm đó mà chúng ta cứ loại trừ ra, thì chúng ta sẽ có cái số tâm đó. Chúng ta tìm thêm một cái ví dụ khác. Ví dụ giống như người ta có nói đến cái tâm cái tâm thiện hiệp thế, là nói cái nhóm tâm thiện hiệp thế, nhóm tâm thiện hiệp thế. Nhóm tâm thiện hiệp thế là khi mà có chữ hiệp thế này á, thì chúng ta phải trừ đi siêu thế à. Như vậy chúng ta chỉ còn có 81 tâm trên thôi. Trong cái 81 tâm này á, đã là cái tâm thiện á, thì phải trừ ra bất thiện và trừ ra tâm quả, trừ ra tâm di tác, quả di tác trừ hết. Như vậy thì chúng ta chỉ còn có 3 dòng thôi, tức là 8 tâm đại thiện dục giới, 5 tâm thiện sắc giới và 4 tâm thiện vô sắc giới. Như vậy đó là cái tâm thiện hiệp thế. Thật ra tôi nói cái phần này là để cho các vị Phật tử học viên mà lần đầu học vi diệu pháp, và chúng ta sau này hoàn toàn chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những trường hợp mà gọi cái nhóm tâm mà chúng ta cũng theo cái cách đó. Tức là hễ mà gọi cái nhóm tâm nào đó, thì chúng ta coi cái tâm đó kể ra bao nhiêu cái yếu tố, thì chúng ta chỉ chọn ra cái nhóm tâm nào có cái yếu tố đó. Ví dụ giống như là có cái yếu tố hiệp thế thì chúng ta phải trừ ở cái siêu thế, bởi vì siêu thế nó không có yếu tố hiệp thế. Rồi ở trong hiệp thế đó nếu có yếu tố tịnh hảo thì chúng ta phải trừ vô tịnh hảo, và nếu có cái yếu tố là hữu nhân thì chúng ta phải trừ ra cái vô nhân, và nếu có yếu tố đáo đại đó thì chúng ta phải trừ ra dục giới. Thì chúng ta trừ hết, chúng ta chỉ trừ chọn lại những cái tâm nào mà đủ cái điều kiện, như là cái nhóm, như là cái
tên trong nhóm tâm, thì khi đó chính là cái tâm mà người ta đề cập. Rồi cái trường hợp, rồi cái phần ôn tập thứ hai đó là chúng ta học về các cái con số. Bởi vì nhờ các cái con số này á, mà chúng ta học nhanh. Và đó là những cái con số mà một người học vi diệu pháp á, chúng ta phải quen thuộc. Ví dụ giống như là trong cái pháp hữu vi đó được chia ra làm 2 hoặc là làm 3. Làm 2 đó tức là danh và sắc. Làm 3 đó tức là tâm sở hữu và sắc pháp. Thì khi mà chia ra từng phần như vậy đó thì chúng ta luôn luôn là nhớ cái con số. Chẳng hạn giống như là pháp hữu vi chia ra làm 3 thì gồm có 121 tâm, 52 sở hữu và 28 sắc pháp. Cái số này chúng ta thuộc lòng chứ không phải là nói mỗi khi mà đề cập đến là chúng ta phải đếm từng số. Và những con số mà cần thuộc lòng này nó giống như là chúng ta ngày xưa mà mình học toán, mình học cái bảng cửu chương vậy. Tức là chúng ta gặp cái số nhân đó là chúng ta lập tức chúng ta có cái đáp số liền, chứ không cần phải là tính nhẩm nữa, là nhờ vậy nó nhanh. Thì người học vi diệu pháp cũng vậy, là chúng ta có những con số mà mỗi khi nói đến đó, thì chúng ta phải liên tưởng. Và do đó là ngày hôm nay khi mà chút xíu đây tôi mời các vị Phật tử lên chia pháp đó, thì chúng ta chia nó phải đi cùng cái con số để mà trong cái phần ôn tập chúng ta dễ nhớ. Vậy thì nếu như trước đây chúng ta chỉ chia đó là tâm được chia ra làm được chia có 2 thì gồm có hiệp thế và siêu thế, hay tâm chia ra có 4 là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế, thì tôi muốn các vị Phật tử chúng ta đó là cố gắng thêm con số vào. Thí dụ như giống như là tâm chia ra có 4 thì chúng ta có là 54 tâm dục giới. Giờ chúng ta có con số 54 liền, 54 tâm dục giới. Rồi ở đây chúng ta có con số là 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 40 siêu thế. Và khi mà chúng ta nhớ những cái con số này á, rất là tiện lợi để sau này khi mà chúng ta học ở các cái chương học về cái phần duyên hay là cái phần lộ trình tâm vân vân á, thì khi đó người ta chỉ còn kể những cái con số cho nó nhanh. Chứ chẳng lẽ nào mà trong 54 tâm này phải kể từng tâm á, thì nó rất là lâu. Và chúng ta khi đó nếu mà mình không có nhớ, không có thuộc lòng những cái con số này á, thì khi đó mình phải cộng lại đó thì nó cũng mất cái thời gian. Vậy thì chúng ta cố gắng nhớ, trước hết đó là chúng ta nhớ là hãy mà nói cái tâm bất thiện, thì chúng ta nói đến cái tâm bất thiện á, là mình liên tưởng cái số 12. Nói đến vô nhân á, là chúng ta liên tưởng đến số 18. Nói đến cái tâm tình hảo dục giới đó thì chúng ta liên tưởng đến số 24. Nói đến cái tâm sắc giới đó là phải 15. Vô sắc giới đó là số 12. Và 40 là siêu thế, đó là phải 40. Tôi thấy con số người họ có những cái trí nhớ mà do vì chắc có lẽ là họ thích công việc gì của họ mà họ có con số rất là nhớ rất là tốt. Thí dụ giống như là bóng đá đó, cầu thủ nào đó họ cũng nhớ con số của cầu thủ đó nó mang. Dạ. Thì người học Phật pháp đó, và chúng ta cũng có những cái con số yêu thích bởi vì chúng ta đang thích giáo lý Đức Phật. Thì do đó khi mà nói đến cái chi pháp nào thì lập tức là chúng ta cố gắng là chúng ta nhớ cái chi pháp đó. Như vậy thì chúng ta có những cái con số căn bản là 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tịnh hảo, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế. Rồi ngoài ra đó thì chúng ta cố gắng nhớ theo nhóm. Chúng ta theo nhóm, thí dụ giống như là khi mà chia ra làm 2 thì có siêu thế và cái hiệp thế, thì cái hiệp thế thì chúng ta lập tức là chúng ta nhớ là cái số 81 và cái siêu thế đó là 40. Và khi mà có con số này thì sau này nó rất là tiện cho những vị nào mà chúng ta học đi sâu vào vi diệu pháp. Và khi mà chúng ta đọc sách đó, thì chúng ta nghe cái 81 cái tâm là chúng ta mới nhớ liền.
Rồi á, ngoài ra nó có những cái nhóm nhỏ nhỏ mà khi mà các vị mà chúng ta tự ôn bài á, thì chúng ta cố gắng mà chúng ta nhớ, mà vị nào nhớ được nhiều chừng nào đó thì nó tốt chừng đó. Chẳng hạn giống như là ngoài những cái nhóm mà nhóm chính như chúng tôi vừa nói các vị là cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, thì chúng ta còn phải nhớ thêm, chẳng hạn giống như là các vị thấy ở đây là cái tâm sắc giới này, và đây cái tâm siêu thế. Thì hôm trước chúng ta thấy rằng là cái tâm sắc giới đó thì gồm có 5 tầng thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam, tứ, ngũ. Thì đối với cái tâm siêu thế đó thì cũng tính theo theo 5 tầng thiền và theo 4 cái tầng thánh, thì ra tất cả là 20 mỗi loại đạo và quả. Thì tâm siêu thế nó cũng có tính theo tầng thiền. Lấy ví dụ như dòng đầu tiên là cái tâm sơ đạo, thì sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền và sơ đạo ngũ thiền. Và từ đây đó thì chúng ta cộng từ ở đây trên đây có 3 nè, hàng đây thì có 8. Như vậy là nói đến cái tâm sơ thiền đó, thì chúng ta nhớ là 11 tâm sơ thiền. Tâm nhị thiền đó, thì có con số là 11 tâm nhị thiền. Tam thiền á, thì có con số là 11 tâm tam thiền. Tứ thiền á, có con số 11 tâm tứ thiền. Còn ngũ thiền á, thì các vị cứ gạch thẳng từ đây xuống thì nó cũng ra 11. Lưu bà chúng ta cộng thêm 12 cái tâm vô sắc này, tại tâm vô sắc cũng là cái tâm ngũ thiền bậc cao. Như vậy thì cái tâm ngũ thiền á, thì chúng ta còn có là 11 tâm, rồi cộng thêm 12 nữa là 23 tâm ngũ thiền. Đó là những cái con số mà những người học ví dụ pháp sau này đó, khi mà chúng ta nói đến cái tâm sơ thiền thì chúng ta nhớ đến 11 tâm sơ thiền, mà nói đến tâm nhị thiền thì cũng nhớ con số 11. Đó là những cái con số mà tôi nói lại cho các vị lúc nào ôn bài tự học ở nhà thì cố gắng nhớ. Như vậy thì có đôi khi chúng ta còn phải nói đến cái nhóm tâm nào đó, chẳng hạn giống như là nói đến cái tâm thiện. Thì nếu mà chúng ta không học con số thì chúng ta phải tự cộng, và nếu mà chúng ta đã học con số rồi thì chúng ta sẽ nhớ như là chúng ta nói là tâm thiện con số bao nhiêu. Chúng ta đây có 8 tâm thiện nè, 8 tâm thiện dục giới nè, 5 tâm thiện sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc và 20 tâm thiện siêu thế. Như vậy cộng lại thì chúng ta có 37 tâm thiện. Thì khi nói cái tâm thiện thì lập tức chúng ta nói 37 tâm thiện, hoặc là bây giờ chúng ta nói đến cái tâm quả. Cái tâm quả thì ở đây chúng ta có là 15 tâm quả, 15 tâm quả vô nhân, rồi 8 tâm đại quả, 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc và 20 tâm quả siêu thế. Thì chúng ta cộng lại thì chúng ta có bao nhiêu? Chúng ta sẽ có là 15 tâm này cộng với 8, cộng với 5, cộng với 4, cộng với 20. Và nếu mà chúng ta không thuộc sẵn cái con số đó thì mình phải cộng từng tâm. Còn nếu mà chúng ta học, người ta nói rằng là cái tâm quả hiệp thế, thì chúng ta như tâm quả hiệp thế đó thì chúng ta có con số là 32. Rồi nói tâm quả nói chung thì chúng ta có con số là 52. Như vậy thì nó nhanh. Đó là cái phần cái con số tâm quả. Thì tôi gợi ý thôi, còn sau này các vị chúng ta sẽ học tự học nhớ thêm. Ví dụ như là nói cái tâm vô tình hảo là có bao nhiêu tâm là lập chí tức, tức là chúng ta có con số. Rồi nói cái tâm duy tác có bao nhiêu tâm thì chúng ta cũng có cái con số. Hay nói cách khác là một người học vi diệu pháp làm sao khi mà nói mỗi nhóm tâm thì bên cạnh đó là chúng ta có con số. Thì bây giờ trước hết đó là chúng tôi muốn các vị Phật tử chúng ta trong phòng chúng ta cố gắng chúng ta thực tập. Cố gắng thực tập thì bây giờ là mỗi vị học viên, không tất cả, nhưng mà vị nào chỉ vị nào tự nguyện xin phong thôi, là chúng ta sẽ chia pháp theo con số. Và nhớ con số nào được thì chia đến đó. Và mỗi vị nên có một cái cách chia pháp khác nhau. Ví dụ giống như là có vị, một vị thì chia tâm ra làm 4 theo 4 địa vất.
Một vị khác thì chia tâm ra làm ba theo tánh, tức là thiện, bất thiện, vô ký. Một vị khác chia làm bốn theo giống, tức là thiện, bất thiện, quả và duy tác. Rồi chúng ta chia ra làm hai là cái tâm hiệp thế và cái tâm siêu thế. Rồi hai theo cách khác là cái tâm vô nhân và cái tâm hữu nhân. Rồi hai theo cách khác nữa là tịnh hảo và vô tịnh hảo. Và các vị cố gắng, nếu mà không có nhớ, không có nhớ, tạm thời chưa có nhớ hết mấy con số, thì chúng ta thử thực tập về các cái con số, về cái nào cho các vị dễ nhớ, qua các nào vị nhớ. Bây giờ chúng ta, các vị ghi mấy con số này vào. Cái tâm dục giới đó, thì có 54 tâm dục giới. Tôi ghi. À, sư không biết ở đây có vị học, không biết cái sư giờ có thưa thượng tọa. À, cảm ơn sư, sư Quang Hằng hoan hỷ. Sư ghi sẵn cái con số, con số tâm chia theo bốn cái địa vực giúp tôi. Dục giới đó thì gồm có 54, sắc giới 15, vô sắc 12 và siêu thế 40. Dạ. 54 chứ phải 45 chứ. Dạ, 54 tâm dục giới. 15 sắc giới, 12 vô sắc, sư sửa là cái dục giới là 54. Dạ, 54 tâm dục giới. 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc và 40 siêu thế. Như vậy thì tôi muốn các vị Phật tử chúng ta chia pháp như thế này. Tâm được chia ra làm, trước khác là chúng ta lấy cái pháp hữu vi được chia ra làm ba. Hay chúng ta chia ra làm hai, bây giờ các vị chia ra làm ba. Là gồm có 121 tâm, 52 sở hữu và 28 sắc pháp. Đây là cái cách mà chúng ta vừa chia pháp và chúng ta nhớ con số. Pháp hữu vi chia ra có ba. Là gồm có 121 tâm, 52 sở hữu và 28 sắc pháp. Tâm thì gồm có, rồi các ở đây mọi thì mỗi vị học viên có một cách phân chia. Ví dụ giống như là tâm chia theo địa vức thì gồm có 4 là 54 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế. Tâm dục giới đó thì chia ra có 2, tức là gồm có 30 tâm vô tịnh hảo và 24 tâm tịnh hảo. Và dục giới đó thì chia ra có 2, thì gồm 30 tâm vô tịnh hảo và 24 tâm tịnh hảo. Sắc giới đó thì gồm chia ra có 3, 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới và 5 tâm duy tác sắc giới. Vô sắc giới thì gồm có 15, được chia ra làm 3, 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới và 4 tâm duy tác vô sắc giới. Tâm 40 tâm siêu thế được chia làm 2, thì gồm có 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Có lẽ là chúng ta thực tập tới đó thôi, để cho các vị dễ nhớ. Có vị nào làm anh Hùng đưa cái bàn tay lên đầu tiên không ạ? Dạ. À, cô Nhung có đó không cô? Dạ thưa có, thưa sư. À, cô Hoan Hỷ, cô giúp coi dùm cái danh sách các vị học viên nào mà có thể chia pháp được á. Chia pháp được cô gọi tên giúp cho. Dạ. Các vị nhớ là hãy chia đó thì cố gắng học theo con số. Bây giờ chúng ta chưa có nhớ nhiều, cho nên bài tập ngày hôm nay đó thì chúng ta chia theo 4 điều bức thôi cho nó dễ. Chứ còn bây giờ mà chia theo cái khác là chúng ta chưa kịp học hết mấy con số. Sư Dạ, cô giúp xem. Dạ, kính mời cô tu nữ Diệu Bảo lên chia pháp ạ. Dạ, mạch sư, con mới học nên con hơi rung, xin sư cho con có gì cơ. Các vị cố gắng mạnh dạn, bởi vì mình chia mà mình chia trước đông người như vậy đó, mình cái quyết tâm mà nó lớn. Dạ. Còn nỗi khi mình nghĩ mình không chịu đứng chia của mình không có rõ. À, pháp có đọc hết từ đầu không sư, hay là con chia pháp theo theo bốn địa bức thôi chứ?
À, chia theo cái pháp hữu bi thôi. Hữu bi từ cái pháp hữu bi. Hữu bi thì 3, 1, 2, 1, 5, 4, 28. Dạ. Dạ, pháp hữu bi chia theo địa vức có 4. Không, không, bây giờ chia có 3 trước. Dạ. Pháp hữu bi chia có 3 là gồm có 121 tâm, 52 tâm sở và 28 sắc pháp. Dạ. Dạ, màu 121 tâm chia theo địa vức thì có 54 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế. Dạ. Dạ. Rồi tâm dục giới chia ra có hai là tâm dục giới vô tịnh hảo và tâm dục giới tịnh hảo. Ông siêu muốn chia có con số là 30 tâm vô tịnh hảo và 24 tâm tịnh hảo. Tâm vô tịnh hảo là có 30 tâm vô tịnh hảo và 24 tâm tịnh hảo. Dạ, 24 tâm tịnh hảo. Tâm sắc giới. 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới. Ông tâm sắc giới, 15 tâm sắc giới chia làm 3. Dạ, 15 tâm sắc giới chia làm 3 là có 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới, 5 tâm duy tác sắc giới. Dạ. À, tâm vô sắc giới gồm có 4 tâm thiện sắc vô sắc giới. Không, không, cô đọc như thế này. 12 tâm vô sắc giới chia ra làm 4. Làm 3 chứ. À, xin lỗi, chia ra làm 3. 12 tâm vô sắc giới chia làm 3. 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới và 4 tâm duy tác vô sắc giới. Dạ phải. Tâm siêu thế gồm có 20 tâm đạo và 20 tâm quả. 40 tâm siêu thế chia làm 2. 40 tâm siêu thế chia làm 2. 20 tâm đạo, 20 tâm quả. 20 tâm quả. Dạ. Dạ. Dạ, tốt rồi cô. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ, kính mời đạo hữu CI Bác lên chia pháp ạ. Dạ, xin lưu ý quý vị mà nào chưa có chia pháp thì tắt mic để tập trung cho cái người chia pháp cho được âm thanh. Dạ thưa sư, con đang tập chia theo nhân, dạ được không ạ? Dạ, dạ được. Dạ, dạ, dạ con xin chia. Pháp hữu vi chia có 121 tâm, 52 tâm sở và 28 sắc pháp. Dạ. 121 tâm chia theo có 4 nhân. Dạ. Vô nhân có 7 quả bất thiện vô nhân, 8 quả không, thiện. Chia theo nhân có 2 con. Chia theo nhân có 2 thôi là vô nhân và hữu nhân. Dạ. Chia theo nhân có 2. Vô nhân có 18 tâm vô nhân. Dạ. 7 quả bất thiện. Không, đừng, không, không cần phải đi vô cái chi tiết từng tâm. Dạ. Là 121 tâm chia có chia theo nhân có 2 là 18 tâm vô nhân và 103 tâm hữu nhân. Dạ. Dạ. 121 tâm chia theo nhân có 2 là 18 tâm vô nhân và 103 tâm hữu nhân. Hữu nhân. Dạ. Dạ. Nhưng mà do vì cô chọn cái chia theo nhân á thì mà bữa giờ là do vì chưa có quen á. Yeah. Cho nên khi mà chia ra thứ như là trong trong cái tâm mà cái tâm mà hữu nhân á thì lại chia ra là mấy đó, thì có thể là cô sẽ lúng túng là mình chưa có quen cái chia theo nhân. Bây giờ cô nên chia theo các vị học viên thống nhất với nhau chia theo 4 cái địa vức đi cho dễ, tại vì chúng ta còn bị chúng ta chưa có tính kịp với con số. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ. Dạ vậy 121 tâm chia theo 4 địa vức có 4. Chia theo 4 địa vức. 4 địa vức. Dạ. Trong đó 54 tâm dục giới. 54 tâm dục giới. 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế. Dạ vậy. Dạ. 54 tâm dục giới chia có 2 là 30 tâm vô
Vô tịnh hảo. Vô tịnh hảo dục giới và 24 tâm dục giới tịnh hảo. Và 15 tâm sắc giới chia có 3 là 5 thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới và 5 duy tác sắc giới. Yeah. 12 tâm vô sắc giới chia có 3 là 4 thiện vô sắc giới, 4 quả vô sắc giới và 4 duy tác vô sắc giới. 40 tâm sắc giới chia 2 là 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Dạ. Dạ, dạ con xin hết à. Đã xa thố, xa thố. Kính mời đạo hổ Hảo Nguyễn lên chia pháp ạ. Dạ, bạch sư cũng xin chia ạ. Dạ. Dạ, pháp hữu vi gồm có 121 tâm được chia làm 3. Gồm có 52 tâm. Gồm có 121 tâm, pháp hữu vi được chia làm 3, gồm có 121 tâm, 52 sở hữu tâm và 28 sắc pháp. Yeah. 121 tâm chia theo địa vức, tâm dục gồm có 54 tâm dục giới, yeah. 15 tâm sắc giới, 12 yeah. tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế. Yeah. Tâm dục giới, 54 tâm dục giới chia có 2, gồm có 30 tâm dục giới vô tịnh hảo và 24 tâm dục giới tịnh hảo. À, các vị lưu ý là khi mà nói đến vô tịnh hảo thì không cần phải thêm dục giới, là bởi vì tâm vô tịnh hảo chỉ có dục giới thôi, cho nên mình nói như vậy thì nó không có trật nhưng mà nó thừa. Dạ, con xin vâng ạ. Dạ. Dạ. 15 tâm sắc giới chia có 3, 5 tâm thiện, 5 tâm quả và 5 tâm duy tác ạ. Dạ, phải nói rõ là 5 thiện sắc giới cô. Bởi vì dạ. nó 5 thiện không được giờ, dạ. phải nói là dạ, 5 vâng. thiện sắc giới. 15 dạ. tâm sắc giới chia có 3, 15 gồm có 15 tâm thiện sắc giới. Dạ. 5 tâm quả sắc giới. Sắc giới và 5 dạ. tâm 5 tâm duy tác sắc giới ạ. Dạ. Dạ, con xin chia tiếp. 12 tâm vô sắc giới chia có 3, gồm yeah. có 4 tâm thiện vô sắc giới và 4 yeah. tâm quả vô sắc giới ạ. 40 tâm siêu thế yeah, yeah. chia 40, có 4 tâm di tác vô sắc giới. Dạ. 4 tâm di tác vô sắc giới nè. Dạ. Yeah. 40 tâm siêu thế chia có 2, 40 tâm đạo. 20 tâm đạo và 20 tâm quả siêu thế ạ. Dạ phải, ấy mà nói đến cái tâm quả đó thì phải thêm siêu thế, còn hay còn nói tâm đạo thì không cần. Bởi vì các cái tâm khác nó không có tâm đạo. Nhưng mà các cái tâm khác có tâm quả, cho nên nếu mình nói cái tâm quả mà không thêm siêu thế đó thì nó sẽ nhầm lẫn với các tâm quả dục giới, tâm quả sắc giới, tâm quả vô sắc. Cần các vị học viên lưu ý. Dạ, con xin cảm ơn sư ạ. Dạ, xa thố, xa thố. Kính mời đạo hữu Bích Uyên lên chia pháp ạ. Con xin chia pháp. Pháp hữu vi được chia làm 3, bao gồm 121 tâm, 52 sở hữu tâm và 28 sắc pháp. Trong 121 tâm thì có 54 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế. Trong 54 tâm dục giới thì được chia làm 2, bao gồm 30 tâm vô tịnh hảo và 24 tâm dục giới tịnh hảo. Trong 15 tâm sắc giới thì được chia làm 3, bao gồm 5 tâm thiện dục giới, 5 tâm quả dục 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới và 5 tâm duy tác sắc giới. 12 tâm vô sắc giới bao gồm được chia làm 3, bao gồm 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới và 4 tâm duy tác vô sắc giới. 40 tâm siêu thế được chia làm 2, bao gồm 20 tâm bao gồm là đạo và quả, thì có 20 tâm đạo
siêu thế và 20 tâm quả siêu thế. Dạ con xin hỏi. Tâm đạo thì không cần phải nói siêu thế. Tại dạ. Tâm đạo là đương nhiên là siêu thế. Dạ. Dạ, dạ, con cảm ơn sư. Dạ. Sa thú, mời đạo hữu Dã Quỳ Nguyên Giang lên chia pháp ạ. Dạ, con xin chia pháp ạ. Dạ. À, pháp hữu vi được chia làm ba: 121 tâm, 52 tâm sở và 28 sắc pháp. Tâm chia theo địa vức gồm có 4: 54 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế. 15 tâm tâm dục giới chia làm 2: 30 tâm vô tịnh hảo và 24 tâm dục giới tịnh hảo. 15 tâm sắc giới chia làm 3: 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới, 5 duy tác sắc giới. 12 tâm vô sắc giới chia làm 3: 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới, 4 tâm duy tác vô sắc giới. 40 tâm siêu thế chia làm 2 gồm 20 tâm đạo và 20 tâm quả siêu thế. Dạ con xin. Dạ. Dạ. Sa thú, sa thú. Mời đạo hữu Lâm Thị Nương lên chia pháp. Xin lưu ý quý vị đã chia pháp hạ bàn tay xuống để đỡ nhầm lẫn cho những người sau ạ. Con kính bạch sư, con xin được chia pháp ạ. Dạ. Pháp vi được chia làm 3: 121 tâm, 52 tâm sở và 28 sắc pháp. 121 tâm sở. 121 tâm chia theo có 54 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế. 54 giới được chia làm 2 là 30 tâm vô tịnh hảo, 24 tâm dục giới tịnh hảo. 15 tâm sắc giới được chia làm 3: 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới và 5 tâm duy tác sắc giới. 12 tâm vô sắc giới được chia làm 3: 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới, 4 tâm duy tác vô sắc giới. 40 tâm siêu thế được chia làm 2: 20 tâm đạo và 20 tâm quả siêu thế. Bạch sư con hết ạ. Dạ dạ, sa thú. Sa thú, sa thú. Mời đạo hữu Phước Duyên lên chia pháp ạ. Mời đạo hữu Phước Duyên ạ. Ồ, dạ, dạ, xin lỗi, hồi nãy giờ quên mở. Dạ, kính bạch sư, con xin chia pháp ạ. À, pháp hữu vi được chia làm 3, trong đó là có 121 tâm, 52 sở hữu tâm và 28 sắc pháp. Tâm được chia theo 4 địa vức, trong đó có dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Trong tâm dục giới có 54 tâm, được chia làm 30 tâm vô tịnh hảo và 24 tâm tịnh hảo. Tâm sắc giới được chia làm 3. Tâm sắc giới có 15 tâm được chia làm 3 là 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới và 5 tâm duy tác sắc giới. Tâm vô sắc giới có 12 được chia làm 3 và 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới và 4 tâm duy tác vô sắc giới. Tâm siêu thế có 40 được chia làm 2, trong đó là 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Dạ. Dạ, sa thú, sa thú. Kính mời đạo hữu Ngọc Trân Vương lên chia pháp ạ. Dạ, kính bạch sư, con xin chia pháp. Pháp hữu vi chia làm 3, có 121 tâm, 52 tâm, 52 sở hữu tâm, 28 sắc pháp. 121 tâm chia theo địa vức gồm có 4. Dục giới, 54 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, 40 tâm siêu thế. 54 tâm dục giới chia làm 2 gồm 30 tâm vô tịnh hảo,
24 tâm dục giới tịnh hảo, 15 tâm sắc giới chia làm 3, 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới, 5 tâm duy tái sắc giới, 12 tâm sắc vô sắc giới chia làm 3, 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới, 4 tâm duy tái vô sắc giới, 40 tâm siêu thế chia làm 2, gồm có 20 tâm đạo và 20 tâm quả siêu thế. Dạ con xin hết. Dạ dạ. Xà thố, xà thố. Kính mời đạo hữu Tuyết Ngọc lên chia pháp ạ. Dạ thưa sư, xin chia pháp ạ. Dạ. Pháp hữu vi chia làm 3. Tâm gồm có 21 tâm, chia làm 4 địa vực: dục giới, sắc giới, vô sắc giới và tâm siêu thế. Tâm chia làm 2, tâm siêu thế có 40 tâm và tâm hiệp thế có 81 tâm. Tâm hiệp thế chia làm 2 gồm có tâm đối đại và tâm dục giới. Tâm dục giới có 54 tâm, chia ra làm 24 tâm tịnh hảo dục giới và 30 tâm vô tịnh hảo. Tâm đối đại chia làm 2 gồm có tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Tâm vô sắc giới có 12 tâm, gồm có 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới, 4 tâm duy tác vô sắc giới. Tâm sắc giới có 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới và 5 tâm duy tác sắc giới. Tâm siêu thế có 40 tâm, chia ra làm 20 tâm đạo và 20 tâm quả siêu thế. Thưa sư hết rồi. Yeah. Các vị học viên cố gắng là theo thứ tự. Mặc dù về ví dụ pháp thì chúng ta kể trước kể sau, hãy đúng chỉ pháp thì đều được. Nhưng mà mình kể theo thứ tự thì nó vẫn đẹp hơn, không là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới, là siêu thế. Dạ, kính mời đạo hữu Kim Cúc lên chia pháp ạ. Dạ thưa bạch sư, con xin chia pháp ạ. Dạ dạ mà. Dạ thưa pháp hữu vi chia ra làm 3, gồm 121 tâm, 52 tâm sở hữu và 28 tâm sắc pháp. 121 tâm chia theo địa vực thì gồm có 4, gồm có tâm dục giới là gồm có 54, sắc giới gồm có 15, vô sắc giới gồm có 12 và tâm siêu thế gồm có 40. 54 tâm dục giới chia ra làm 2 là vô tịnh hảo gồm có 30 và tịnh hảo dục giới có 24. 15 tâm sắc giới được chia ra làm 3, thiện sắc giới gồm có 5, quả sắc giới gồm có 5 và duy tác sắc giới gồm có 5. 12 tâm vô sắc giới được chia ra làm 3, tâm thiện vô sắc giới gồm có 4, quả vô sắc giới gồm có 4 và duy tác vô sắc giới gồm có 4. 40 tâm siêu thế gồm có 2, 20 tâm đạo và 20 tâm quả siêu thế. Dạ xin hết thầy sư. Dạ dạ. Xà thố, xà thố. Kính mời đạo hữu Thăm Mi Cá Liễu lên chia pháp ạ. Dạ thưa sư, con đi siêu pháp. Pháp hữu vi được chia làm 3. 121 tâm. 52 tâm sở và 28 sắc pháp. 121 tâm được chia làm 4: tâm dục giới, tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế. Tâm dục giới được chia làm 2: 30 tâm thiện vô 30 tâm thiện dục giới, 30 tâm vô tịnh hảo và 24 tâm tịnh hảo. 24 tâm tịnh hảo. Dạ dục giới, dạ. Dạ. 15 tâm sắc giới. Dạ. 15 tâm sắc giới được chia làm 3. Dạ. 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới, 5 tâm duy tác sắc giới. 12 tâm vô sắc giới được chia làm 3. 3 tâm thiện vô sắc giới.
bốn tâm thiện vô sắc giới, bốn tâm thiện, bốn tâm quả vô sắc giới, bốn tâm duy tác vô sắc giới. Dạ. 40 tâm siêu thế được chia làm hai. 20 tâm quả và 20 tâm đạo và 20 tâm quả siêu thế. Dạ. Dạ, xa thú, xa thú. Kính mời đạo hữu Thanh Hoàng lên chia pháp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ. Con xin chia pháp ạ. Pháp hữu vi được chia làm ba. Có 121 tâm, 52 sở hữu tâm và 28 sắc pháp. 121 tâm chia theo bốn địa, chia theo địa vực có bốn ạ. Tâm dục giới 54 tâm, tâm sắc giới có 15 tâm và tâm siêu thế có 12 tâm và tâm vô sắc có 12 tâm và tâm siêu thế có 40 tâm ạ. Tâm dục giới 54 tâm dục giới được chia 30 tâm vô tịnh hảo và 24 tâm tịnh hảo ạ. 15 tâm sắc giới được chia làm 3, 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới và 5 tâm duy tác sắc giới ạ. 12 tâm vô sắc giới được chia làm 3, 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới và 4 tâm duy tác ạ. 40 tâm siêu thế được chia làm 2, 20 tâm đạo và 20 tâm quả siêu thế ạ. Con xin hết ạ. Dạ. Sa thố, sa thố. Thưa sư, hiện nay con thấy trên màn hình không còn bàn tay giơ lên. À, dạ có thầy một người. Dạ, kính mời đạo hữu Lập Trần lên chia pháp ạ. Dạ, thưa sư, con xin chia pháp ạ. Dạ. Thưa sư, là ngữ vi được chia làm 3, gồm 121 tâm, là 52 sở hữu tâm và 28 tâm sắc pháp. 121 tâm được chia làm 4 địa vực, gồm 54 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế. 5 tâm giới chia làm 2 là 30 tâm vô tịnh hảo, 24 tâm tịnh hảo dục giới. 15 tâm sắc giới được chia làm 3, 5 tâm thiện sắc giới, 5 tâm quả sắc giới và 5 tâm duy tác sắc giới. 12 tâm vô sắc giới được chia làm 3, 4 tâm thiện sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới, 4 tâm duy tác sắc giới, 40 tâm thế được chia làm 2, 20 tâm đạo và 20 tâm quả vô siêu thế. Dạ, 20 tâm quả siêu thế. Dạ, xa thố, xa thố. Mời đạo hữu Trần Thị Hoa lên chia pháp ạ. Con xin chia pháp ạ. Dạ. Pháp hữu vi chia làm 3, có 121 tâm. 121 tâm chia theo 4 định mức: tâm sắc giới, tâm dục giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thế ạ. Dạ. 121 tâm có 52 sở hữu tâm, 28 sắc pháp, 15 tâm sắc giới chia làm 3, 5 tâm thiện. Xong sao này, này này, con đọc lại, chia sao lộn xộn vậy? Pháp hữu vi đó thì chia ra có 3, 121 tâm, 52 sở hữu và 28 sắc pháp. Dạ, con xin lỗi. Rồi 121 tâm á, thì chia ra làm 4. Dạ, tầm lại. Dạ. Pháp hữu vi chia làm 3. Dạ. 121 tâm, 52 sở hữu tâm, 28 sắc pháp. 121 tâm chia ra 4 định là 4 địa vực, 54 tâm dục giới. Tâm gồm 54 tâm dục giới và tâm vô sắc giới và tâm siêu thế ạ. Dạ. 54 tâm dục giới chia ra có 2. 54 tâm dục giới chia là 2, 30 tâm vô tình hảo. Vô tình hảo, 24 tâm tình hảo. Dạ. 15 tâm sắc giới. 5 dạ. Tâm thiện, 5 tâm, 5 tâm thiện quả, 5 tâm thiện, 5 tâm quả sắc giới, 5 tâm duy tác sắc giới ạ. Dạ. 12 tâm vô sắc giới chia làm 3. 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới và 4 tâm duy tác vô sắc giới ạ. 40 tâm siêu thế chia làm 2, 20 tâm quả, 20 tâm đạo siêu thế ạ. Dạ.
Sa thố, sa thố. Hiện đạo hữu Niệm Hạnh thấy có tín hiệu mic, không biết Niệm Hạnh có muốn lên chia pháp không ạ? Xin mời đạo hữu Niệm Hạnh ạ. Chắc vị Phật tử không nghe cô mời cô Phật tử tiếp đi cô. Dạ. Kính mời đạo hữu Tâm Nguyên lên chia pháp ạ. Dạ, yeah, con kính đến lễ sư. Con muốn chia lại tất cả từ đầu được không sư? Dạ, càng tốt rồi. Dạ, yeah. Yeah. Tất cả là pháp. Pháp yeah. Chia làm hai. Pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp yeah. Tục đế có hai, chia làm hai, yeah. Danh chế định và nghĩa chế định. Yeah. Pháp chân đế có hai, pháp vô vi và pháp hữu vi. Pháp yeah. Hữu vi chia làm hai, sắc pháp và danh pháp. Danh pháp chia làm hai, tổ hữu tâm và tâm. Tâm yeah. Chia làm hai, tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Tâm hiệp thế chia làm hai, tâm đáo đại và tâm dục giới. Tâm dục giới chia làm hai, tâm tịnh hảo và vô tịnh hảo. Tâm vô tịnh hảo chia làm hai, tâm vô nhân và tâm bất thiện. Tâm bất thiện có ba, tám tham, hai sân, hai si, gom lại là 12 tâm bất thiện. Yeah. Tâm vô tịnh hảo chia ra làm ba, bảy tâm quả, bảy tâm quả bất thiện, tám tâm quả thiện và ba di tác gom lại là 18 tâm vô nhân. Ba tâm di tác vô nhân chứ không phải di tác. Ba, dạ, ba tâm di tác vô nhân gom lại là 18 vô nhân. Yeah. À, tâm dục giới tịnh hảo chia làm ba, tám thiện, tám quả thiện hữu nhân và tám tâm di tác gom lại là 24 tâm dục giới tịnh hảo. Gom lại gọi là tám. Gom lại là 24 tâm dục giới tịnh hảo. 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tịnh hảo, gom lại là 54 tâm dục giới. Dạ, yeah, gom lại gọi là 54 tâm dục giới. Tâm đáo đại chia làm hai, 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới. Tâm sắc giới chia làm ba, 5 tâm thiện, 5 tâm quả, 5 tâm di tác vô sắc giới, gom lại là 15 tâm sắc giới. 12 tâm vô sắc giới chia làm ba, 4 tâm thiện vô sắc, 4 tâm quả vô sắc, 4 tâm thiện di tác vô sắc, gom lại tâm là di tác chứ không có thiện di tác luôn. Tâm di tác thôi. Dạ, bốn tâm di tác gom lại là 12 tâm vô sắc giới. Dạ. Dạ. Tâm tâm siêu thế có 40. Dạ. Được chia làm hai, 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Dạ con dạ. Con xin hết ạ, con xin xuống mít thần sư. Dạ dạ anh nhớ bài nhiều. Sa thố, sa thố. Dạ thưa sư, hiện trên màn hình đã không còn bàn tay giơ lên để chia pháp nữa ạ. Dạ dạ. Thật ra đó thì đôi khi mình dành nhiều cái thời gian như vậy đó, các vị học viên mà theo dõi bài đó thì chúng ta cũng dễ ngán. Nhưng mà do vì tôi có dụng ý là do mỗi học viên lên chia pháp đó, thì các vị học viên khác đó, chúng ta nghe đi nghe lại để chúng ta dễ nhớ hơn. Và cái mục đích chúng ta đó là mình cố gắng mình thuộc lòng và bằng những cái cách chia do bản thân mình chia hay là do nghe người khác á, là đôi khi mình nhớ một cách vô thức mà mình không hay và điều đó cũng rất là tốt. À bây giờ cái thời gian còn lại đó thì thời gian còn lại để xin trả lời câu hỏi của một số học viên, các vị Phật tử nào chúng ta có cái thắc mắc gì về cái phần tâm này đó thì các vị cứ hỏi. Nó biết coi truyền hình nè, nó biết chơi máy vi tính rồi đó. Có dạ thưa sư, có câu hỏi à sư. Dạ. Dạ thưa sư,
À, con muốn sư, con có khoảng mấy câu hỏi con, nhưng mà sư xin sư giải thích cho con cái từ nghĩa nhập định nghĩa là gì, và trong nhập định có trong thiền quán hay không sư? Dạ, cái câu nghĩa thiền định nhập định là chỉ cho thường thường thì chỉ cho một người đã chứng thiền, thiền hiệp thế hay là thiền siêu thế. Thì cái nhập định chúng ta tạm hiểu theo cái nghĩa của từ, tức là đi vào thiền định, nhập là vào thiền, vào định. Thì vào định ở đây như thế nào? Tức là đối với một người đã chứng thiền rồi đó, thì họ có khả năng định tâm rất là lớn, gọi là cái kiên cố định. Và cái kiên cố định đó đủ cho vị đó nhập định, tức là vị đó an trú trên tâm định đó trong một cái thời gian dài, như là cái tâm nguyện của vị đó trước khi nhập thiền. Chẳng hạn giống như là vị đó muốn rằng là ta sẽ an trú thiền trong thiền này trong suốt khoảng thời gian là vài giờ đồng hồ hay là vài ngày. Thì trong suốt cái khoảng thời gian đó, vị đó nó chỉ giữ có một tâm duy nhất, sanh đi sanh lại chỉ một loại tâm định thôi, tâm thiền đó thôi, gọi là nhập định. Dạ, thì cả cái thiền chỉ và thiền quán đều nhập định được hết. Dạ, con xin chị ăn sư. Vậy còn con có muốn hỏi về tâm di tác mà vô tịnh hảo. Tâm di tác, nếu mà nói về tâm di tác vô tịnh hảo thì mình nói là ngũ ý môn và kháng ý môn luôn hả sư? Và vi cứng ưu tiếu là nó có ba cái đó. Dạ, dạ phải. Dạ. Gọi là cái tâm di tác á, là nó có hai lý do. Thứ nhất á, là bản thân cái tâm đó không phải là tâm quả của cái tâm khác. Nó không phải là quả của thiện hay là bất thiện. Và cái lý do thứ hai là cái tâm này á, nó không là quả mà nó cũng không có khả năng tạo quả, cho nên gọi là cái tâm di tác. Và những cái tâm di tác đó chỉ là cái tâm di tác đó là phần lớn là của các vị thánh nhân, chỉ trừ và cái tâm di tác vô nhân đó là có phạm phu. Vậy nếu mà sư nói như vậy là cái kháng ngũ môn và kháng ý môn di tác đó là phạm phu, có cái đó hả sư? Dạ phải, tại vì cái tâm đó nó chỉ đơn giản nó làm việc là nó hướng tâm ra cái cảnh ngũ hay là hướng tâm ra cảnh ý, cho nên gọi là kháng ngũ môn, kháng ý môn, đó là về ý nghĩa. Còn về cái khả năng đó là cái tâm, hai tâm này nó không có khả năng tạo quả, cho nên không là thiện cũng không là bất thiện, và bản thân hai tâm này cũng không phải là quả của các cái tâm khác, cho nên nó không phải là cái giống như các cái tâm quả, như là 15 tâm quả ở trên á, thì nó là cái kết quả của tâm thiện và tâm bất thiện, nhưng mà cái tâm duy tác đó, nó không phải là cái kết quả của thiện và bất thiện. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ. Thưa sư, con có câu hỏi được không sư? Dạ, được, mời cô. Dạ, thưa sư, mấy hôm trước á, cái bản chữ pháp thì con thấy như thế này là danh pháp chia làm hai là tâm và sở hữu tâm. Nhưng mà hôm nay trả bài cho sư á, thì con nghe là pháp hữu vi chia làm ba, tâm sở hữu tâm và tâm sắc pháp, thì là sao sư? Con không hiểu sư. Sư đã nói rằng là chúng ta học vi diệu pháp á, là có nhiều, rất là nhiều cách chia. Thì khi mà nói rằng là pháp hữu vi chia làm hai thì gồm có danh và sắc, là do vì trong danh á, nó bao gồm có tâm và sở hữu, cho nên chỉ riêng cái danh á, là nó đã là hai phần. Cho nên nếu mình tính gọn á, thì nó chỉ có phần danh và sắc, tức là chỉ có hai thôi. Còn trong trường hợp mình muốn chia chẻ thêm cái phần danh ra làm hai đó, thì trong danh nó có tâm và sở hữu. Và chính vì như vậy cho nên cái pháp hữu vi chia làm ba, tức là tâm, sở hữu và sắc pháp. Thì tâm, sở hữu là nó bằng với cái danh rồi cô. Nhưng mà do vì hồi nãy cái chia theo làm ba. Dạ. Như vậy là chia trường hợp làm nào ba đó để. Dạ. Vậy trường hợp nào mà mình có thể xài là danh pháp, tâm, sở hữu tâm, trường hợp nào mình xài pháp hữu vi chia làm ba, cơ sư?
cái đó tùy theo ý mình chia thôi cô. Còn do vì hồi nãy tôi chia như vậy đó là để tôi muốn các vị học viên học thuộc lòng con số. Ví dụ giống như là tôi chia ra làm ba, đó là do vì để dễ dàng kể 121 tâm 52 sở hữu. Còn mà nếu mà chúng ta chia làm hai nó phần danh đó, thì chúng ta khó có thể kể cái con số, bởi vì chúng ta nó không có cùng loại cho nên mình không có kể được. Chúng ta không có thể cộng 121 tâm và 52 sở hữu vào thành ra 173 tâm được, tại vì sở hữu không phải, nó không cùng đơn vị với nhau, mình không có cộng chung vị được. Và do vậy để cho các vị học viên á là nắm được cái con số, nên trong lớp mình chia theo 3 để cho các vị nhớ con số thôi. Dạ con cảm ơn sư ạ. Dạ. Bởi vì khi mà chúng ta giống như làm phép toán á, thì cộng trừ nhân chia đó, thì nó phải là cái cùng đơn vị chúng ta mới cộng trừ nhân chia được. Còn thì chúng ta không có thể nào mà cộng 121 tâm 52 sở hữu và 28 sắc pháp, ba con số này nó không có cùng đơn vị, cho nên mình không có cộng chung được. Giờ do vậy mà phải tách ra. Dạ con hiểu rồi, cảm ơn. Dạ. Ở đây có vị học viên hỏi, có một cái câu hỏi gửi vào cái inbox của lớp học á. Dạ xin cho con gửi câu hỏi cho lớp ví dụ pháp. Xin chỉ con cách phân tích tâm trong ví dụ như sao ạ? Ví dụ như khi một người nằm ngủ và mơ và biết rõ rằng là mình đang mơ. Và phân tích là khi ngủ là trạng thái thụ động của tâm thức, đang trôi chảy, không có gì làm dao động. Trạng thái này gọi là hộ kiếp, hoặc là hữu phần hay tiềm thức. Thụ tâm hộ kiếp. Còn mơ là tâm gì và biết rõ mình mơ là tâm gì thì con không biết ạ. Cái không biết Phật tử nào hỏi cái câu hỏi này. Dạ con ạ. Cái phần này á thì chờ học ở trong lộ trình tâm nha. Dạ dạ. Dạ phải học trong lộ trình tâm mới chúng ta mới phân tích kỹ được cái lộ có cái lộ gọi là cái lộ chim bao. Dạ. Và khi đó chúng ta sẽ hiểu là cái thiện hay là cái ác hay là cái gì ở trong cái lộ chim bao đó. Với hơn nữa bây giờ là muốn hiểu được cái phần gọi là cái phần hộ kiếp rồi nguyên cảm cái lộ trình tâm thì bắt buộc phải học lộ trình tâm. Cái phần này chưa học. Dạ. Những cái câu hỏi nào mà liên quan đến cái bài học sau và bắt buộc phải mình phải có nhiều cái thời gian á thì chúng ta sẽ cho đến khi học quá thì mình sẽ rõ hơn. Dạ. Các vị Phật tử còn lại chúng ta có câu hỏi à? Dạ thưa sư, còn một câu hỏi của đạo hữu Giả Quỳ Nguyên Giang ạ. Thưa sư, dạ. Tâm người sống thực vật giống như khi ngủ luôn phải không ạ? Dạ thưa, câu hỏi sao cô ạ? Dạ, đạo hữu hỏi, thưa sư, tâm của người sống thực vật giống như khi ngủ luôn phải không ạ? Dạ thưa anh, là cái mình gọi là cái người sống thực vật á, thì thật sự là họ có những cái giây phút mà những cái lúc mà gọi là có cái tâm khách quan. Sau này chúng ta sẽ học ở trong cái lộ trình tâm á, tuy rằng là cái tâm trạng nó muội lược yếu ớt nhưng mà nó cũng vẫn có trường hợp là nó vẫn có cái tâm khách quan được, chứ nó không có hoàn toàn là cái tâm hộ kiếp. Thì ở đây nó cũng liên quan đến cái phần sau này chúng ta học về lộ trình tâm. Và cũng có vẻ là hình như các học viên ở đây chúng ta hay thắc mắc về liên quan đến lộ trình tâm rất là nhiều. Tôi cũng cố gắng để sớm dạy cái hướng dẫn phần lộ trình tâm trước. Thì trả lại cái câu hỏi của anh đó là cái khi ngủ nó cũng vô chừng lắm, tại vì khi ngủ mà với một người không có chim bao nó khác với người có chim bao. Rồi mình nói rằng một người đang có cái đời sống thực vật thì nó cũng vậy. Dạ. Cho nên là nói giống nhau thì nó cũng khó. Để sau này chúng ta học về cái lộ trình tâm đó, thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái việc này. Dạ thưa sư, con đã thấy câu trả lời của đạo hữu Giả Quỳ Nguyên Giang. Dạ con hiểu. Dạ. Rồi, sa thú. Dạ. Dạ thưa sư, hiện nay trên khung chat đã không còn câu hỏi nữa. Dạ. Con
Thưa sư, con có một câu hỏi với anh sư Quang Hỷ cho con. Hỏi. Thưa sư, học cái vi diệu pháp này, nếu mà về chi pháp á, theo con hiểu sư, con hỏi con nói sư, nếu con nói sai xin sư sửa giùm cho con nha. Thưa sư, nếu mà mình nhìn vô trong cái về cái vi diệu pháp này, cái tám tâm quả, bảy tâm quả bất thiện á, là sanh về bốn cõi xấu là như là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Atula. Còn mà cái tám tâm quả thiện vô nhân á, là người những người mà sanh ra về người nhưng mà là người như khuyết tật là cũng như bị mất tay mất chân. Còn cái tám tâm quả thiện hữu nhân á, là một là người hai nhân, ba nhân sanh làm cõi người hay là cõi chư thiên của sáu cõi trời chư thiên. Và cái bố năm tâm quả sắc giới á, là sanh về cõi phạm thiên sắc giới. Và bốn tâm quả vô sắc giới là sanh về phạm thiên của vô sắc giới, phải không sư? Xin sư hướng dẫn cho con ạ. Con cảm ơn sư ạ. Cái phần này chúng ta sẽ học ở trong cái phần gọi là cái 14 cái ẩn sự của tâm, thì trong đó có nói đến cái vấn đề tâm tục sinh. Thì cái tâm tục sinh nó chỉ có 19 tâm tục sinh thôi. Thì gồm có cái hai cái tâm là cái tâm quan sát, thọ xả, quả thiện và quả bất thiện. 8 đại quả dục giới và 8 và 9 cái quả đấu đại, chứ không phải là hết tất cả các cái tâm quả vô nhân. Trong cái tâm quả vô nhân á, thì nó chỉ có hai tâm làm việc tục sinh thôi, đó là cái tâm quả bất thiện và cái tâm quả thiện thọ xả thôi. Thì cái phần này chúng ta về hôm nữa chúng ta sẽ học ở trong cái phần các cái phận sự của tâm, trong đó có cái gọi là cái chức năng làm cái khả năng tục sinh. Thì chúng ta sẽ học thêm đó là cái tâm nào làm việc tục sinh, cái tâm nào làm việc hậu kiếp, tâm nào làm việc tử. Sa-đu. Cảm ơn sư ạ. Con kính chân sư ạ. Dạ, kính mời đạo hữu Tịnh Duyên lên đặt câu hỏi với sư ạ. Thưa sư, cho con hỏi á, lúc nãy mà con nghe sư trả lời cho một cái vị nào đó mà sư nói khi nhập định thì thiền, cái người mà tu thiền an chỉ định nhập định vẫn được, còn người tu thiền quán nhập định cũng được. Cái chỗ này không biết con nghe đúng hay không ạ? Dạ đúng. Cái thiền quán thì có cái loại định gọi là nhập cái thiền quả của. Dạ, nó có cái gọi là cái thiền quả, cái thiền đó là phải bị thánh nhập thiền được. Thiền quán nhập thiền quả. Dạ, thiền quả. Thì cái này chúng ta sẽ học ở trong cái phần lộ trình tâm không? Có trình tâm có lộ nhập thiền quả. Dạ. Dạ. Con cảm ơn sư. Dạ. Dạ. Dạ, con có thấy bàn tay giơ lên của đạo hữu Galaxy A7. Không biết đạo hữu có muốn hỏi trực tiếp với sư không ạ? Dạ có. Dạ, thưa sư cho con hỏi một câu hỏi ạ. Dạ, dạ. Dạ, thưa sư, là con nghe một cái bài giảng của một vị sư là nói về cái tâm hữu thức và tâm vô thức. Thì và sư có nhắc đến một cái vấn đề là lúc mà mình, ví dụ ngày mai mình có một cái việc gì mình muốn dậy lúc 3 hoặc 4 giờ sáng đấy, thì mình từ lúc ngủ mình nói nhắc ở trong tâm là 2 đến 3 lần là ngày mai mình dậy vào cái giờ đó. Thì con xin sư hỏi là giải thích cho con cái vấn đề tâm này. Xin riêng sư xa thủ. Thưa anh, là cái tâm hữu thức và cái tâm vô thức mà theo cách mà chúng ta từ nói bên ngoài xã hội, nhất là tâm lý học vân vân đó, thì nó khác với cái gọi là cái tâm hữu phần và cái tâm khách quan, hay là cái tâm chủ quan của trong nội tình tâm của vi diệu pháp. Là bởi vì đôi khi có những cái vấn đề mà chúng ta gọi là vô thức, nhưng mà đối với vi diệu pháp đó là vẫn là cái tâm khách quan chứ không phải là cái tâm hữu phần. Do vậy và cái khái niệm về cái tâm hữu thức và cái tâm vô thức nó không có tương đương. Có nhiều vị đó thì đánh đồng là cái tâm vô thức nó giống như cái tâm hữu phần.
thì nó giống một phần thôi chứ không phải là tất cả, chứ không phải là tất cả cái tâm hữu thức và cái tâm vô thức ở bên ngoài nó đều giống như cái hữu phần hết. Thì nên cái phần này thì chúng tôi cũng đề nghị là chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở trong cái phần lộ trình tâm, để chúng ta hiểu cái tâm hữu phần là như thế nào. Dạ, sa thu con xin tri ân sư ạ. Dạ, mô Phật. Dạ, dạ. Giả Quỳnh Nguyên Giang lên hỏi trực tiếp. Dạ, con xin hỏi tiếp cái câu của cái cô hồi nãy đó. Thì khi vị thánh mà nhập thiền định đó, có phải là vị đó là đã đắc thiền định trước rồi thì giống như sư nói là họ muốn nghỉ ngơi thì họ nhập vô cái thiền định đó để hưởng cái quả an lạc không sư? Dạ phải chứng thiền mới nhập thiền được. Còn vị nào mà chỉ chứng tu thiền quán mà không chứng thiền thì không có được cái quả dạ, đó. Dạ không, dạ không nhập được. Dạ. Dạ dạ sa thố con tri ân sư. Dạ xin mời đạo hữu iPhone lên đặt câu hỏi trực tiếp với sư ạ. Dạ đạo hữu iPhone có muốn lên hỏi trực tiếp với sư không ạ? Dạ con thấy bàn tay giơ lên của đạo hữu iPhone nhưng mà không thấy iPhone lên tiếng ạ. Dạ có một ý kiến của đạo hữu TKK. Vậy hôm nay sư dạy lộ trình tâm đi ạ. Sư dạy luôn lộ trình tâm hôm nay được không sư? Dạ lộ trình tâm phải dạy, hôm nay đâu có kịp thời gian đâu. Tại vì lộ trình tâm chúng ta học cũng chắc cũng phải mấy tuần lễ mới được. Dạ. Bộ trình tâm dài lắm. Do vì trong đây có một số học viên là lần đầu học vi pháp. Do đó tôi cũng hướng dẫn cho các vị Phật tử bắt đầu lại từ đầu. Cho nên là những cái phần nào, những cái kiến thức nào cần chuẩn bị để chúng ta học lộ trình tâm thì chúng ta sẽ học phần đó trước. Yeah. Xin cảm ơn sư rồi ạ. Yeah. Dạ thưa sư đã hết câu hỏi trên màn hình rồi ạ. Dạ dạ. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta ôn tập như vậy mà các vị Phật tử học viên chúng ta cố gắng nhớ những cái con số và thỉnh thoảng là chúng ta cố gắng là chúng ta nhớ những cái nhóm tâm, ví dụ giống như là nhóm tâm đau đại, nhóm tâm nghiệp thế rồi. Đôi khi người cá biệt, người ta có thể người ta có nhiều cái cách gọi tên theo nhóm thì chúng ta cũng cố gắng là chúng ta tìm hiểu. Như vậy thì khi mà chúng ta ôn bài thì nhớ những cái con số, nhất là những cái con số phổ thông như là tâm 54 tâm dục giới, rồi 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, là 40 tâm siêu thế, vân vân. Và giờ này chúng ta cũng hết giờ và xin kết thúc lớp học ở đây và chúc các vị ăn vui. Chúng ta hẹn lại vào ngày thứ hai. Vào ngày thứ hai thì chúng ta bắt đầu học một trong những cái phần quan trọng nhất, đó là cái phần sở hữu tâm. Và sở hữu tâm là những cái phần đòi hỏi phải học chi đi từng cái sở hữu khác xa với cái tâm này. Và hy vọng là các vị Phật tử của chúng ta cố gắng qua một cái giai đoạn khó, đó là cái sở hữu tâm. Và khi chúng ta học được tâm và cái sở hữu tâm rồi đó thì các cái phần còn lại đó thì tương đối là dễ dàng. Thì chúc các vị một lần nữa chúc các vị ăn vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính tri ân sư ạ. Buổi học hôm nay. Con tri ân sư ạ. Con xin tri ân sư ạ. Dạ dạ chào tất cả các vị. Con xin tri ân sư. Dạ mô Phật. Con xin tri ân sư ạ. Dạ dạ chào các vị.